Bắt thêm thầy dạy diễn xuất bị tố cưỡng bức hàng trăm nữ sinh điện ảnh. Đỗ Anh Triết bị tố cáo tấn công tình dục hàng trăm sinh viên. Hot Girl Thi Tử Di còn cho biết thầy Triết đã cưỡng hiếp nữ sinh vị thành niên, làm nạn nhân mang thai ở tuổi 17. Ngày 23 tháng 9, Sina đưa Cục An ninh Trung Quốc thông báo đã bắt giữ Đỗ Anh Triết, giám đốc trường đào tạo nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài vì tình nghi vi phạm pháp luật. Thầy dạy diễn xuất hàng đầu showbiz Hoàng Ngữ bị Thi Tử Di, nữ sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tố cáo hành vi dâm ô và tấn công tình dục nhiều cô gái, trong đó có người vị thành niên. Bộ Giáo dục cũng đình chỉ giấy phép giảng dạy của Đỗ Anh Triết. Sina liên hệ với trường đào tạo nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài, nhưng ban giám hiệu từ chối bình luận về bê bối của người đứng đầu. Theo Thi Tử Di, Đỗ Anh Triết nhiều lần quấy rối, tấn công tình dục sinh viên của mình từ khi bước chân vào ngành giáo dục. Và Thi Tử Di cũng là nạn nhân bị Đỗ Anh Triết gạ gẫm. Hot Girl Trung Quốc cho biết Đỗ Anh Triết còn từng cưỡng hiếp một nữ sinh 17 tuổi và làm cô mang thai vào năm 2013. Nạn nhân phải nghỉ học để làm mẹ ở tuổi 18. Anh ta nói rằng mình là bố già của ngành công nghiệp điện ảnh, từng ngủ với hàng trăm nữ sinh. Chỉ cần là cô gái Đỗ thích, hắn ta sẽ bất chấp thủ đoạn để ép người đó quan hệ tình dục, Thi Tử Di tố cáo. Sau khi Thi Tử Di lên tiếng, một cô gái khác đã chia sẻ trải nghiệm khủng khiếp của mình với giám đốc trường đào nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài. Cô cho biết bị Đỗ Anh Triết quấy rối, thậm chí lừa đến hộp đêm chúc rượu và cố gắng thực hiện hành vi cưỡng dâm. Vụ bê bối tình dục tại lò luyện thi nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài gây rúng động dư luận Trung Quốc. Có hơn 2 triệu người theo dõi diễn biến vụ việc, đưa ra bình luận chỉ trích Đỗ Anh Triết và học trò của anh là Triệu Vi Huyền, sinh viên khoa đạo diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Người đã bị bắt giam vào ngày 22 tháng 9 cũng với cáo buộc quấy rối, xâm hại tình dục hàng trăm nữ sinh. Theo Baidu, Đỗ Anh Triết 40 tuổi, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ khoa văn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh từng là biên kịch của bộ phim Cuộc phiêu lưu của cá chép nhỏ. Năm 2007, Đỗ Anh Triết thành lập cơ sở luyện thi nghệ thuật ảnh lộ Trạm Đài. Số lượng học viên của trường này hơn 500 người.